Bắc Châu quá trời đông. Hi hi. Thấy có ông ký, có chi ngủ. Có ký. Tám là tao mẹ phải không? Ba bạn cho qua ngoài cho quay ngoài xin hay lắm ông. Hay quay cái lên. Giờ đi. Đi Đà Lạt chơi nè quý vị. Buồn quá đi Đà Lạt chơi. Có chiến hữu nè. Đủ mà không có bả ra ngoài ta mặc sức ta quậy. Ngoài trong là chim đã rồi. Quá là mặc sức ta quậy. Trời ơi cũng 10 năm rồi à. Con cũng 7 8 năm rồi đó. Đi rồi đó Nhung về dẫn đi đó. Đà Lạt với nè Đà Lạt với gì đi gì bên bên này đi đường đèo qua Đà Lạt á bên gì Nha Trang. Nha Trang rồi quay qua Đà Lạt đi hai chỗ luôn. Ồ đi đường đèo thấy ớn thì chứ Nha Trang qua Đà Lạt á. Đi Nha Trang chơi đã cái đi qua Đà Lạt nữa. Bữa đó đi mấy ngày lận à? Bữa Nhung về. Ủa, tới đâu rồi? Ông Út hả? Tới ông Út hả? Tới nhà ông Út rồi. Ủa, sao ông xích lại đặng chú? Mà không phải mình phải gọi. Mình xuống xe mình kêu đi. Xuống xe để dân kêu con nè. Tới nhà ông ngay đâu? Ông biết sao không biết sao kỳ vậy? Bóp kèn coi. Bà cụ này bà không biết bà đứng ngoài. Bà đứng qua đợi mình qua đó. Bà không nhìn thấy xi nhan sao trời? Ờ vậy đó. Đó vậy đó vậy đó. Mình vô rước về chồng men. Về bà lấy nước rồi kìa. Một lát gì vợ anh chính quăng lên một thùng nước suối nữa. Kêu qua đem có nước. Ủa vợ men có bán tiệm tạp hóa nữa hả? Có, nhà lớn đó. Ồ vậy là nó với con lùng cũng bán tạp hóa nữa mà. Lùng nãy nè. Thấy vậy chứ có địa thế bán tập quán ngày lên á mà gì mời. Ờ. Giờ đó tôi có bán ghe hàng tập quán tôi biết mà. Chục triệu á lời đúng á, lời tệ lắm là cũng 500 ngàn. 500. Hơn nữa. 5%. Chị ốc ơi, chị ốc. Chị ốc ơi. Chị ốc. Có cái lợn được 500 nữa nghe, thấy vậy chứ bán. Rồi. Cái gối. Cái này mình đi quay lại Bình Dương đi mà mày. Quay lại đi Bình Dương mà. Đúng rồi. Bỏ mấy chó nha, thấy mẹ rồi lấy gì cho nó ăn ta? Mấy chó giờ bỏ đói nữa mẹ. Hả? Thái nhà. Thái hả? Ờ. Rồi giờ mới chín lên bán cho ăn thấy không? Buổi tối cho thấy mừng. Thấy chưa hả? Thấy quý vị. Ồ, nó sáng này coi nhìn. Hả? Cái nè đó. Xe rộng quá trời à, 10 người đi hả? À? Ừ, mười mấy, mười, mười. Ừ. 10 người đi à. Đó, cái đó. Rồi, cái gì mừng hay rồi, cái con. Mang đâu?
Vô rước mè lên ngồi đi. Ờ ngồi đây nè. Không được á, muốn ngồi đâu ngồi à. Ngồi ngoài chú không vô thấm vô trong. Chú không thấm ngồi đây tôi gì ngồi đó. Lát rồi anh chín ngồi đây. Ủa hả? Gì gì vậy? Chín mè hả? Ờ vợ vợ đi nữa. Có nữa hả? Ôi ông có chạy lên. Không có chạy lên. Không có chạy lên. Có lấy gụi đế hay không? Chết cha đấy. Ngậu đây đi Út. Tôi bỏ trường chết rồi. Trời ơi nhà này nhóc đụ ai gấp đi thôi cái luôn. Ờ vô trên màn lấy mấy lít đi. Ờ. Muốn gì dữ vậy trời. Trời nó. Em ngồi chi lại kìa. Hả? Trời ơi mấy lít là gì vậy? Đó bà đi đâu mà theo đó hả trời ơi. Một lát chơi chơi ai nè. Ngồi ngồi đi đây. Chị lộn dấu ngày. Vợ trong già tôi đi đâu mà đụ theo đó. Giờ đòi hai người ngậu hai lên ra ban rồi quá sao trời. Ông nói như sao? Ông nói mình trên đây bảo vệ ông nói sao? Ông hiểu đi đừng có đem cái mền tối nay ông ngon tùng lắm thôi. Lạnh rồi phải ôm thôi. Ồ mà vậy là đâu quân số rồi kiểm tra là coi. Ai ai? Bật cho cái đèn nhỏ quay phim rồi sáng sáng rồi chơi ở đó. Cái gì mà tới hù vậy? Ở đó. Đó. Rủ con Mai Mai dần hồng. Đi mà cái mặt của Mai nó sức sức cái kem mà ấy nám á. Ờ nó đang lột nó sức làm sao mà cái mắt nó sưng bập nhờ nó đen thui. Còn tôi à. Ê. Tới chạy rồi mở à. Chú nó chạy khỏi mở mới lạnh đâu hút thuốc rồi chứ. Chứ giờ tối rồi mà lạnh mà nực gì mẹ vậy? Đi đóng cửa hả? Nhìn bán nó mày mở kiến xuống cái mà đủ xe này sao mở kiến ta đâu mà xe này đâu có mở kiến được thấy mẹ không xuống đi xuống dưới không vậy thôi đâu có chúng vô vô nhà mèn hút điếu có mua thuốc thì mua luôn để vô vô nhà chính mèn mua sao mắc lắm không nè ô ta đếm. Ta đem theo ba gói đủ hút ba gói mèo hút mèo thì ta không có cắm mà hút chiếc á đem theo ba gói rồi hút dữ lắm lạnh hút dữ lắm không phải cung ba đâu chị lại không phải cung ba cung Bích Liên đâu có cung bố Bích Liên phải không vậy? Dạ, đúng rồi. Lúc ba đâu có chịu đâu. Đi là lạc nữa, Tết đi lạc nữa danh. Đi mấy lần, năm nay là có đi 3-4 lần rồi đó. Tết đi nữa. Nó mới về rủ nó đi nữa là danh này không có chịu đi, nó cùng có đi á. Nó mới về á. Ờ, nó mới vừa về á. Đi về vợ cho đi á. Họ tôi rủ bé đi Đà Lạt. Nói là chi á, hôm nay một bự rồi mà yếu rồi không có nói được, không có chuyện không có gì được đó. Làm mà có giận mèo cũng nhắc người ta. Chó giận mèo chết cũng trời. Chết con à. Má chó dữ quá mà. Chết thiệt. Ông ấy nguyên tắc này có dễ chạy chứ quay à chụp quay ha.